chuyển nhượng V-League, Bầu Đức lên tiếng về tương lai của Tuấn Anh. Cập nhật tin chuyển nhượng V-League mới nhất, Bầu Đức lên tiếng về Tuấn Anh trong bối cảnh tiền vệ này nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng ở Việt Nam. Tuấn Anh là trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2023. Mặc dù không ghi bàn ở sân chơi cao nhất Việt Nam ở mùa giải qua, nhưng tiền vệ quê Thái Bình luôn là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Kiatisuk nơi tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai. Sau mùa giải 2023, Tuấn Anh được một số đội bóng quan tâm, sẵn sàng có mức đãi ngộ lớn để nhận được cái gật đầu từ phía tiền vệ này. Theo một số nguồn tin, Tuấn Anh đang cân nhắc về tương lai. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn Bầu Đức khẳng định, Tuấn Anh đang là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai nên không phải giữ chân hay làm gì khác. Về việc Tuấn Anh được một số đội bóng theo đuổi, Bầu Đức cho rằng, việc một ngôi sao được các đội theo đuổi là điều bình thường thôi. Trước mùa giải 2023, Hoàng Anh Gia Lai có biến động về lực lượng khi Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường và Hồng Duy đồng loạt chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Trong số này, Văn Thanh đã được hưởng niềm vui khi vô địch V-League 2023 cùng câu lạc bộ Công An Hà Hội. Tuy nhiên, Tuấn Anh cùng với Minh Vương vẫn ở lại cống hiến cho đội bóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.